Xin chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube của An Phát Computer. Một background hoàn toàn mới so với những background mà mọi người thường thấy. Và chính vì chiếc background mới như thế này, thế nên là hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người cũng một sản phẩm hoàn toàn mới luôn. Một sản phẩm mới đến từ nhà Acer với tên gọi là Concept D. Theo như mình biết ý, thì sẽ có rất là nhiều các sản phẩm hoạt động như là một chiếc bảng vẽ điện tử. Và nếu như mà ai là dân đồ họa chắc chắn là sẽ rất là quen thuộc đối với những chiếc bảng vẽ điện tử như thế này. Và thế nhưng thì thường là những chiếc bảng vẽ điện tử sẽ có giá thành rất là cao. Chính vì thế thì Acer đã nghiên cứu ra dòng Concept D này với bản đề rất là linh hoạt này. Và nó là một sản phẩm được thiết kế dành cho những dân chuyên thiết kế đồ họa hoặc làm multimedia. Và ở đây thì chúng mình sẽ có hai chiếc bản lề. Một chiếc bản lề bình thường như mọi người nhìn thấy trên một chiếc laptop. Và chiếc bản lề thứ hai là chiếc bản lề có khả năng xử lý công việc của mọi người một cách dễ dàng hơn và có thể tạo ra rất là nhiều các tư thế làm việc. Và như ở đây mình sẽ cho mọi người xem thử nhá. Đây sẽ là chiếc bản lề thứ hai. Đấy, đây sẽ là chiếc bản lề thứ hai. Sẽ có rất là nhiều các tư thế để cho mọi người có thể làm việc ở đây. Một góc 45 độ này. Tư thế này này. Và còn cả tư thế máy tính bảng nữa. Và như bình thường ấy, nếu như mọi người biết là một chiếc laptop mà có thể mở bản lề ra được là 360 độ thì khi mọi người mở chiếc laptop ra thành một chiếc máy tính bảng, phần tay của chúng ta sẽ chạm vào phía dưới phần bàn phím. Thế nhưng mà đối với chiếc bản lề này thì khi mọi người mở ra thành một chiếc máy tính bảng, phần tay của chúng ta sẽ là ở phần đáy máy như thế này, tạo cảm giác thoải mái hơn rất là nhiều và dùng thực sự cảm giác trải nghiệm của nó cũng sẽ tăng lên, cũng rất là thích nữa. Và ở đây thì mình không phải là một người chuyên thiết kế đồ họa cũng như là không biết rõ về mảng đồ họa cho lắm. Chính vì thế trong video ngày hôm nay để mang lại cho mọi người một trải nghiệm chân thực nhất thì mình đã mời đến đây một chị họa sĩ chuyên vẽ tranh minh họa. Và để cho cũng như là trải nghiệm sản phẩm này, mình vừa giới thiệu qua sản phẩm một chút rồi thì bây giờ mình sẽ để cho nhân vật trải nghiệm của chúng ta ngày hôm nay sẽ ngồi vẽ nên một bức tranh ở trên chiếc Concept D này. Cũng như là một chút nữa chúng ta sẽ phỏng vấn xem là trải nghiệm của chị ý trên chiếc Concept D này như thế nào nhé. Bình thường ấy để phục vụ công việc của mình ấy thì theo như em biết thì chị sẽ là một họa sĩ minh họa đúng không ạ? Ừ. Thì để phục vụ công việc của mình thì mình sẽ hay dùng những gì để có thể làm việc?
Hiện tại thì chị sử dụng chủ yếu là Wacom. Thì khi mà dùng Wacom và máy tính kết hợp để có thể làm việc đúng không ạ? Thì sau khi chị trải nghiệm sản phẩm này có xem đi rồi thì chị sẽ có thể nói cho em về ưu nhược điểm của Wacom cũng như là ưu nhược điểm này của con xem đi, nó có điểm gì giống nhau và có điểm gì khác nhau không ạ? Wacom với Concept D thì đều có một cái điểm chung là có thể sử dụng bút và nói chung là có thể sử dụng về để phục vụ cái việc vẽ trên máy, digital painting. Còn điểm khác thì rất là rõ ràng là khi Wacom thì phải, như chị sử dụng Wacom thông thường thì sẽ cần đến máy tính, mang vác theo cả máy tính và cả Wacom. Còn Concept D thì tích hợp nên chỉ cần mang một máy thôi là có thể sử dụng được rồi. Thì em có thể là tính đa dụng của Concept D nó cũng hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đúng rồi, bởi vì Concept D thì kết hợp giữa laptop và cả bảng vẽ, thế nên là cái việc trong quá trình mà đang làm việc thì mình có thể nghỉ ngơi và sử dụng mạng hoặc là soạn văn bản một cách gọi là nó dễ dàng hơn. Và qua vừa rồi thì qua một thời gian ngắn trải nghiệm thì chị có cảm nhận gì khi sử dụng trải nghiệm sản phẩm này? Tại vì lúc ban đầu mới sử dụng thì chị cũng chưa quen lắm, có một số tính năng thì cũng chưa được quen, thì nhưng mà nếu mà dần dần thì chị nghĩ là cũng sẽ ok thôi. Còn một vấn đề là có một số cái lệnh thì nó chưa được nhạy, nó lúc được lúc không thì không biết là cái đấy phải do hãng sẽ giải quyết sau, tại vì đây cũng sẽ là một bản để em mời chị để có thể trải nghiệm cũng như là để biết được là trải nghiệm khách hàng như thế nào khi sử dụng sản phẩm này. Thì em thấy là cái phần bản lề này cũng rất là một cái cũng khá là hay, thì không biết là chị có cảm thấy nó tiện hơn khi sử dụng Wacom không? Nó tiện hơn vì Wacom thì chị phải gần như là để trên mặt phẳng xong rồi vẽ như một tờ giấy, nhưng mà như Concept D thì có khả năng nghiêng màn hình lên thì vẽ rất là tiện. Thì bình thường thì tư thế nào vẽ của mình sẽ là tư thế này, sẽ là đúng vẽ rồi nhất đúng không? Đúng rồi, với đa số các họa sĩ thì sẽ là vẽ nghiêng khoảng độ tầm 45 độ như thế này thì sẽ là cảm thấy rất là thoải mái. Thì thế còn về trải nghiệm khi vẽ này, về các lệnh này, về tốc độ phản hồi này, thì chị có cảm thấy có thể nên cải thiện những cái gì khác không? Hiện tại thì chị có vấn đề là thí dụ như muốn đổi tên của một file bất kỳ thì chị phải đưa cái màn hình của Concept D này nằm xuống theo góc 180 độ thì nó sẽ rất là đúng không? 180 độ này đúng không? Và nó gần như là nó mất thời gian để chị quay trở lại cái lệnh vẽ, thì nó mất thời gian ở đoạn đấy, chị thấy hơi bất tiện. Và thứ hai là các lệnh như là zoom in zoom out thì lúc được lúc không. Chị nghĩ là bởi vì là kiểu chị mới sử dụng cũng nó có thể chưa quen, chưa quen đúng. Nếu mà sử dụng trong một thời gian dài thì chị cũng chưa biết thế nào. À, vâng rồi, em rất là cảm ơn về những chia sẻ của chị vừa rồi. Và cũng rất là cảm ơn Concept D đã tài trợ cho An Phát chiếc máy này để có thể mời được họa sĩ của chúng ta đến đây ngày hôm nay. Và nếu như mà các bạn có tiền thì không biết là các bạn có mua thử sản phẩm này để trải nghiệm không? Vì theo như mình nhớ thì sản phẩm này sẽ rơi vào khoảng tầm 50 hoặc là 60 triệu gì đó. Hãy bình luận ở dưới cho mình biết nhé. Và cả mọi người cũng như là hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.